tàu dân sự và phải thủy lôi được cho là của Nga ở Biển Đen. Ngoại trưởng Ukraine nói, châu Âu không biết cách tiến hành chiến tranh. Giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine tiếp tục mở rộng đầu cầu bên cả ngạn vùng Kherson. Hàng loạt vụ lính Nga bị đầu độc rúng động ở Chokmak. Tháo hức báo công năm mới, quân Nga mất hơn 20 xe tăng trong trận phản công vội vã gần chảo lửa Andrika tàu sân bay duy nhất của Nga tiếp tục đắp chiếu không hẹn ngày trở lại. Thì nghĩ rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị đang xem tin tức trên kênh HTD News. Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn vài ngày nữa, năm cũ sẽ qua đi và năm mới lại đến. Cùng nhau khép lại năm cũ và chào đón một năm mới thật ý nghĩa. Thay mặt cho đội ngũ HTD, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý khán giả. Kính chúc quý vị cùng gia đình sẽ có một năm mới sức khỏe, hạnh phúc thành công. Rất mong vẫn nhận được sự quý mến và đồng hành của quý vị trong năm mới 2024. Và cũng để quý vị chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chi tiết. Tàu dân sự va phải thủy lôi được cho là của Nga ở Biển Đen Thưa quý vị, khi app Independent đưa tin, vào ngày 28 tháng 12, một tàu chở hàng dân sự treo cờ Panama đã va phải một quả thủy lôi được cho là của Nga ở Biển Đen, khiến cho hai thủy thủ bị thương. Tin tức này xuất hiện vài ngày sau khi quân đội của Ukraine cảnh báo về nguy cơ gia tăng đối với dân thường do thủy lôi trôi dạt ở Biển Đen, do bão kéo dài. Hàng trăm quả thủy lôi đã rải khắp Biển Đen kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào năm 2022. Trong một số trường hợp, tàu dân sự hoặc tàu hải quân của các quốc gia không tham gia chiến sự đã va phải chúng. Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết trên Telegram rằng con tàu mang cờ Panama đã đâm phải thủy lôi khi đang hướng tới một trong các cảng Daniel để nhận ngũ cốc. Con tàu mất tốc độ và khả năng kiểm soát, lửa bùng lên ở bon trên để tránh ngập, thuyền trưởng đã thả neo cho tàu cố định. Theo quân đội Ukraine, các thành viên thủy thủ đoàn bị thương đã được chăm sóc y tế và con tàu đang được đưa về cảng. Lực lượng phòng vệ phía nam Ukraine cho biết, Ukraine tiếp tục bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển dân sự trong điều kiện đối phương, rải thủy lôi dày đặc trên biển. Thời tiết dông bão thường làm tăng nguy cơ bơm mìn, đó là lý do tại sao vấn đề ra phá bơm mìn trên biển với sự hỗ trợ của quan hệ đối tác quốc tế vẫn còn phù hợp. Reuters đưa tin vào ngày 16 tháng 12, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia và Bulgaria đã lên kế hoạch ký một thỏa thuận về việc thành lập lực lượng ra phá bom mìn chung. Trong nhiều tháng, ba nước NATO đã dẫn đầu các cuộc đàm phán về vấn đề thủy lôi ở Biển Đen do hành động của Nga đối với Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nói châu Âu không biết cách tiến hành chiến tranh. Theo Ngoại trưởng Ukraine Kuleba, các nước châu Âu không biết tiến hành một cuộc chiến như thế nào và việc sản xuất vũ khí không phải là ưu tiên hàng đầu. Trader dẫn lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết các nước châu Âu không biết cách tiến hành một cuộc chiến cũng như sản xuất vũ khí. Ông cũng cho rằng các đồng minh phương Tây đang mất quá nhiều thời gian để thảo luận về cách thức và thời điểm mở rộng tổ hợp công nghiệp quốc phòng của họ. Theo Ngoại trưởng Kureba, những khó khăn mà quân đội Ukraine đang gặp phải không đến từ chất lượng vũ khí của châu Âu, mà là số lượng khí tài họ nhận được quá ít. Trong khi đó, châu Âu chưa có động thái mở rộng quy mô các dây chuyền sản xuất vũ khí ông Kuleba cũng thừa nhận rằng nếu tình trạng trên không thay đổi, Nga sẽ là bên có lợi thế hơn. Ngoại trưởng Kuleba nói thêm, các nước châu Âu có vai trò đặc biệt quan trọng giúp Ukraine có được lợi thế trước Nga thông qua việc viện trợ tên lửa tấn công tầm xa hay tiêm kích F-16. Tuy nhiên, Kiev quan tâm tới số lượng khí tài có thể được chuyển giao hơn là bổ sung vũ khí mới một cách nhỏ lẻ. Ngoại trưởng Ukraine thậm chí còn đề xuất việc Mỹ và Liên minh châu Âu phối hợp hành động để đẩy nhanh việc mở rộng quy mô các dây chuyền sản xuất vũ khí. Giao tranh ác liệt, quân đội Ukraine tiếp tục mở rộng đầu cầu bên tả ngạn vùng Kherson. Thông tin tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên mạng xã hội Facebook cho biết, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục mở rộng đầu cầu ở tả ngạn sông Dnipro ở vùng Kherson. Báo cáo cho biết có 53 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. Đặc biệt, trong vùng trách nhiệm của nhóm quân tác chiến, chiến lược Kortysia theo hướng Kupian, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực định cơ sinh của vùng Kharkiv. Trên hướng Bakhmut, binh sĩ Ukraine đẩy lùi 3 đợt tấn công của Nga gần Boranica và Andrika, vùng Donetsk đồng thời trong khu vực chịu trách nhiệm của hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không Taria theo hướng Andriyka. Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục kiềm chế kẻ thù không ngừng cố gắng bao vây Andriyka. Binh sĩ Ukraine phòng thủ vững chắc, gây tổn thất đáng kể cho quân xâm lược. Như vậy, trong ngày qua, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công ở phía đông Novobasmutica, Andriyka và 12 cuộc tấn công ở các quận Bevomaisky và Nevsky của vùng Donetsk ngoài ra theo hướng marinsky binh sĩ ukraine đã kiềm chế kẻ thù ở các quận marinka và novomaikalika của vùng donetsk nơi sáu đợt tấn công bị đẩy lùi ngoài ra trên hướng zaboriza lực lượng phòng vệ ukraine đã đẩy lùi bốn cuộc tấn công ở phía nam novodarika phía tây vamberg và robotai ở vùng Zaporizhia. Đồng thời, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tích cực gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng chiếm đóng, khiến quân địch trên toàn chiến tuyến kiệt sức. Ngày hôm qua, Ukraine đã tiêu diệt 850 quân chiếm đóng của Nga. Tổng thiệt hại trong chiến đấu của Nga kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 lên tới khoảng 357.520 người. Hàng loạt vụ lính Nga bị đầu độc rúng động ở Tokmak những blogger quân sự Nga phàn nàn rằng cư dân địa phương ở trong mắt đang đồ độc những người chiếm đóng Nga bằng rượu và thuốc độc. Khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của quân đội Nga và Ukraine, những người chiếm đóng mong đợi rằng người Ukraine sẽ chấp nhận họ bằng bánh mì và trà nóng. Tuy nhiên, những kẻ xâm lược Nga hầu như không thể trốn thoát khỏi các khu vực phía bắc của đất nước. Và tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cư dân địa phương đã cho chúng ăn thức ăn, có thuốc diệt chuột và các gia vị hóa học khác giúp đỡ lực lượng vũ trang Ukraine. Cuối năm 2023, không còn tình yêu dành cho những người được coi là người giải phóng. Các nhà báo Nga cảnh báo binh lính của họ rằng, ở Tokmat, họ bán rượu có chất độc cho người Nga. Các nhà tuyên truyền Nga viết, đừng uống rượu tại các khu vực đang có chiến dịch quân sự, sau hoặc trong kỳ nghỉ, thậm chí cho đến chết. Đáng chú ý là người dân địa phương không đầu độc hàng loạt ngũ cốc hoặc các thực phẩm khác ưu tiên của những người chiếm đóng là rõ ràng ngay lập tức. Trước đây, một người hiệu trí ở Borodienka gần Kiev nói rằng, trong thời gian chiếm đóng ngoài làng, ông đã cho quân đội Nga ăn phaumát Chetnia Feser với thuốc diệt chuột, và ở Maribor, một người dân địa phương đã cho hai kẻ xâm lược ăn những chiếc bánh tẩm thuốc độc. Những người lính của Putin đã thiệt mạng và thi thể của họ được đưa về Bắc Ossetia. Trong các cuộc trò chuyện bị chặn, người Nga cũng thừa nhận rằng, họ sợ những cư dân địa phương đang cố gắng cho họ ăn thuốc độc. Vào giữa tháng 11, một vụ đầu độc làm rúng động quân đội Nga ở Crimea khi hơn 20 lính nghĩa vụ của Nga đã thiệt mạng khi bị một cô gái tẩm thuốc độc trong thực phẩm mà người này đang mang tặng vào doanh trại quân đội. Hảo hức báo công năm mới, quân Nga mất hơn 20 xe tăng trong trận phản công vội vã gần chảo lửa Adipka. Forbes đưa tin quân đội của Nga mất tới 35 chiếc xe bọc thép, trong đó có hơn 20 xe tăng, sau khi tổ chức được phản công vội vã để chiếm Stepop, một ngôi làng gần chảo lửa Adipka. Kể từ ngày 10 tháng 10, Nga điều lực lượng khoảng 40.000 người tấn công vào Adipka, một thành trì quan trọng của Ukraine ngay phía tây bắc Donetsk ở miền đông Ukraine. Lực lượng phòng thủ của Ukraine do lữ đoàn 110 làm nòng cốt và sau đó được lữ đoàn 47 và 57 tăng cường Đảng nghênh chiến. Sau 10 tuần tấn công, Nga đã tiến được khoảng 1,6 km ở phía bắc và phía nam Andrika. Họ cũng chiếm được làng Stepur ở phía bắc Andrika. Nhưng trong tuần này, phía Ukraine tiến công và có thể đã giành lại làng Stepur hoặc ít nhất là biến nơi này thành vùng đất không người, theo Forbes. Diễn biến ấy khiến lực lượng Nga tổ chức đợt phản công vội vàng với kích thước không thuận lợi. Chỉ trong khoảng một ngày, lữ đoàn 47 Ukraine đã vô hiệu hóa đội hình dẫn đầu của Nga, được cho là tiểu đoàn có thể có hơn 500 người với hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu. Nhà phân tích Jonah Hill viết trong bản cập nhật ngày 28 tháng 12, thông tin sơ bộ cho thấy hơn một nửa lực lượng Nga đã không thể quay về vị trí xuất phát. Tổn thất của Nga dường như được xác nhận bởi nhà phân tích tình báo nguồn mở Andrew Barbatore, chỉ riêng trong ngày 27 tháng 12, ông Babatul đã xác thực được 21 xe tăng Nga bị phá hủy, cùng 14 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Theo Forbes, với tốc độ sản xuất hiện tại, toàn bộ lực lượng của Moscow tại Ukraine chỉ được mất 50 xe tăng trên một tháng để không làm cạn kiệt kho xe tăng khoảng 3.000 chiếc của quân đội Nga. Trong khi đó, những đơn vị tấn công Andriyka đã mất gần một nửa con số ấy chỉ trong một ngày. Cây bút David Ash của Forbes cho rằng, để đẩy lùi cuộc phản công của Nga ở Stepua, trinh sát Ukraine đã âm thầm di chuyển trong đêm để đặt miền dọc theo các tuyến đường mà Nga có thể sử dụng. Đồng thời, máy bay không người lái UAV của Ukraine cũng tấn công vào phía nam, thậm chí bắn trúng một xe chiến đấu BTR chở đầy đạn dược, gây ra vụ nổ lớn đối với những phương tiện chiến đấu của Nga vượt qua được bãi mìn và UAV sẽ đối diện xe chiến đấu M2 Bradley do Mỹ sản xuất của Lữ đoàn 47. Nhà phân tích hưu viết, những chiếc Bradley của Lữ đoàn 47 hạ gục phía Nga như thể không có ngày mai và cho rằng xe chiến đấu của Nga không có nhiều cơ hội trước những khẩu pháo tự động 22mm của M2. Dù vậy, trận đánh cũng gây ra tổn thất đối với phía Ukraine. Từ trước, lữ đoàn 47 có lẽ chỉ còn khoảng chục chiếc xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất trong số 18 chiếc họ nhận được vào đầu năm nay. Trong tuần này, họ phải loại bỏ hai chiếc Leopard 2 nữa bên ngoài stepboard. Điều an ủi duy nhất theo ông Ash của Forbes đó là việc những chiếc xe tăng Leopard 2 có thể được thu hồi và sửa chữa. Trận phản công ở làng Starbob chỉ là điểm sáng nhỏ của quân đội Ukraine trên chiến trường lúc này. Chiến sự Ukraine cho đến nay đã diễn ra hơn 22 tháng, nhưng chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Ukraine đang gặp khó khăn lớn trong bối cảnh phương Tây đang có vẻ dao động trong nguồn viện trợ quân sự. Tàu sân bay duy nhất của Nga tiếp tục đắp chiếu không hẹn ngày trở lại. Tàu sân bay đô đốc Konezov của, của Hải quân Nga vẫn phải sửa chữa dài hạn. Do vậy, các tiêm kích hạm Su-33 và 29K trang bị cho nó, bắt buộc phải đi nhận nhiệm vụ mới. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga về cơ bản đang loại bỏ những máy bay chiến đấu trên hạm. Đáng lẽ phải là cơ sở của nhóm tác chiến không quân của tàu sân bay đốc Kuzhetsov vẫn đang được sửa chữa vĩnh viễn. Thời hạn sửa chữa con tàu trên liên tục bị đẩy lùi. Ví dụ vào tháng 4 năm nay, đã có thông báo rằng tập đoàn đóng tàu thống nhất sẽ hoàn thành việc đại tu và nâng cấp tàu sân bay đốc Kuzhetsov vào đầu năm 2024. Hải quân Nga đã lên kế hoạch tuyển dụng thủy thủ đoàn mới gồm 1.500 người cho chiếc hàng không mẫu hạm trước giai đoạn này. Người Nga đã giải tán thủy thủ đoàn cũ, gồm 1.900 người, sau khi tàu Konechov được đưa vào sửa chữa trong năm 2017. Nhưng bây giờ có vẻ như ngay cả trước khi bắt đầu vào năm 2024, các quan chức quân sự Nga thậm chí còn không hy vọng đưa tàu sân bay đô đốc Konechov trở lại phục vụ trong đội hình tác chiến. Đó là lý do tại sao họ buộc phải giao các máy bay chiến đấu hải quân của mình vai trò bảo vệ tuyến đường biển phía Bắc thông qua việc cất cánh từ các sân bay trên bộ. Hơn thế nữa, trong suốt 6 năm sửa chữa tàu sân bay duy nhất của Nga, các phi công lái MiG-29K và Su-33 có thể đã mất kỹ năng hoạt động khi cất và hạ cánh từ bon tàu. Số liệu thống kê từ Military Balance 2023 cho biết lực lượng vũ trang Liên bang Nga hiện có tổng cộng 17 máy bay chiến đấu Su-33 và 22 tiêm kích hạm MiG-29K thuộc mọi phiên bản sửa đổi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ Hd News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.